Rồi, đây. Ok, đây là phần 1 nhé, đây là cái cây. Bây giờ mình mở ra. Từ từ mở ra, mở kéo ra, nó lên. Có chừng này nhé, cái mình siết đây. Cao thấp tùy mình. À, rồi sau đó mình cho này lên chút xíu. Đó. À, đầu tiên thì mình setup 1, 2, 3 đi tạm thời đi. 1, 2, 3 nhé. Nó có cái cây nè, có cái cây đút vô nó có 3 cái lỗ. Đút vô, 1, 2, 3 tạm thời thôi. Khi làm xong rồi cao mình đưa thấp lên. Tùy mình. À, đưa lên được cho tới 1, 2, 3, 4, 4 lỗ. 5, 6. Wow, cao thấp tùy mình nè. 6, 6 là maximum nha. Rồi. Nhớ, 6 là maximum. 6 là maximum. Rồi bây giờ mình làm chơi 3 thôi. 3 thôi. Yeah, ok. Yeah. Ok. Rồi, tạm thời mình làm 3. Đó, cái cây mình mà vậy thôi. Đó. Còn lúc mà mình tháo, mình chỉ tháo rồi. Rồi, cho an toàn. Cái này không cần thiết nhưng mà mình thích làm cho an toàn. Dùng cái này. Bỏ vô cái đầu tiên. Cái đầu tiên nhé, cái đầu tiên. Bỏ nó vô đây. À, cái này mình có lý do, tại vì dùng cái moving head á. Gắn bắt đầu gắn ốc này vô. Rồi nó chắc ăn. Đó, nó nằm vô vậy. Đó, đó, cũng được. Nó sơ sơ thôi. Đó, phần nào. Được chưa? Đó. Một xíu thôi. Đó, cho giữ. Ok, bây giờ mình có hai món. Đây là cái moving head nè. Nhớ nha. Nhớ làm để vô vậy. Ừ, moving head nè. Cái hộp của nó vậy nè. Lên. Đó, lên. Thì mình đặt đèn vậy nè. Nhớ là cái hình này để lên trên anh Long, hình nó có cái trái cái phải nha. Khác nhau mình biết như thế nào? Bạn thấy cái mũi nhọn trong này không? Cái mũi nhọn này nè, đó, nó có cái cục nhọn này nè. Đây. Nằm dưới, nó ở dưới. Nó phải nằm ở dưới. Thì có gì đâu, hình anh Long ở trên. À, cứ nhớ vậy đó. Tại bên này nó không có, bên này nó không có. Cứ nhớ là cái bi sẽ cạc ở trên. Nằm ở trên. Được rồi. Cái này bên trái, nhớ nha, mình đang dùng trái phải, rồi bạn đang dùng hai cái này trái. Cái kia là phải. Ok, bây giờ cái trái. Lép là theo lép. Ừ. Cái đèn này cũng là lép luôn. Nè ha. Mình mở này ra cho nó rộng chút xíu. Ok. Mở cái này á thực sự á mình cho nó đứng được. Thích á, mình để cho nó đứng cũng được. À cái này mình để dưới đất cũng được nè. À dưới đất. Đó, dưới đất. Để nằm dưới đất bây cũng giờ, được. Nhưng mà cái này mình cho lên cây thì mình cho mình nó ở lại. Nó có cái lỗ mình đục vô. Có lỗ nó đục vô. Thật ra phải vặn nó ra. Vặn ốc đằng sau để cho nó rộng cái lỗ. Ok, cho nó giữ lên đây. À, đó. Thực sự cái này cũng không cần nhưng mà muốn cho ăn thôi. Rồi. Xong rồi mình vặn này chắc. Vặn này lại. Đó, vặn lại cho chắc. Ok. Rồi vậy thôi, là chắc. Ok, nó chắc xong rồi. Để mình ngân. Rồi, xong. Xong. Nó chắc rồi đó ha. Ok, bây giờ qua cái này. Bốn cái đèn này. À, bạn cái này nhớ bạn có thấy bốn cái ngăn không? Bốn cái ngăn á để nằm dưới thì cái này nằm ngập xuống, ấp xuống nha. Ấp xuống. Đó. Đây nè, là cái đèn. Cái này là bề đằng sau của cái đèn. Sau. Đó, nhớ cái hình xuống. Của anh Long nè. Uh-huh. Cái hình Long là cho lên trên. Nằm rồi, xuống. Xong. Rồi lấy cái này ra. Nhớ nha, lấy cái này ra. À. Tháo ốc nó ra, bỏ nó vô trong. Tháo ra. Thì mình mới đóng nắp ra được. À. Mình mới đóng nắp. Còn trong này á mình có thêm 2 dây, dư 2 dây cho extra chịu thêm. À, hai cái này là hai cái bên hông. À, làm cho đẹp, nếu mình muốn á, khi mình gắn lên mình gắn bên hông chút mình chỉ cho nó đẹp. À, cái này nếu muốn gắn ở dưới tức là mình cho nó nằm xuống vậy nè. Gắn đúng, vô. Đó, ở dưới. Thế nào mình cho ở nó dưới đứng. Đất á. Dưới đất mình gắn vậy. Nha, nếu mình muốn. Cứ để ra ngoài vậy đi. Lên. Cứ mình chỉ cho. Rồi. Rồi cái đồ nghề của nó gì đó. Rồi. Ok, giờ mình lấy cái này ra. Ha. Lấy ra. Đó, thường thường cái này á là mình gắn vô đây nè để cho cái anh như muốn thích để dưới đất đúng không? Dạ, thích để dưới đất đi. Thì cái này nó đứng ngược như vậy nè. Thì nó vậy đó. À, nếu mình muốn cho nó đứng thì mình để cái này vô rồi mình sẽ ốc vô. Lại. Thì cái này chiếu ngược lên. Đó, mình muốn nó nằm dưới đất. Đó, nó nằm dưới đất. Nếu nằm dưới đất thì mình gắn cái miếng này cái, vô. Mình ở đây muốn nó có cái lỗ nè. Nó có cái lỗ mình gắn ốc vô vậy thôi. Đó. Ồ nhớ cái rubber này nằm ở trong. Nha. Cái rubber này mình nằm ở trong. Có nghĩa là cái miếng này nè. Nó nằm ở trong. Cái miếng này. À cái này nằm ở ngoài. Cái này á thì mình cho vô trong, mình để vô trong cái lỗ này. À nó nằm ở đây nè. Đó, cho nó vô trong này. À nó vô đây. Đây, mình sắp vậy nè, nó vậy nè. Đó. Ok, bạn vô đây. Gắn vô cái lỗ đó là cho nó đứng. À xong. Hiểu chưa? Đó, nếu mà mình muốn cho nó đứng thì gắn hai cây hai bên để cho nó nằm dưới đất và mình đưa nó lên trên. Còn nếu mà mình muốn cho nó lên cây thì mình đưa lên cây. Rồi nhớ chưa? À, mình xoay nó ra.
Đó. Đó, mình xoay nó. Rồi, hai xoay. Cái đó mình xoay vòng vòng vòng. Ok, xoay cái này vậy đó. Đó, cái này là rồi, dùng ra đi. Cho cái này. Thì cái đó là nếu mà mình muốn đứng cho nó nằm dưới đất rồi mình dưới. Dùng cái này, còn không thì thôi. Ok, nếu xong. Mình không dùng dưới thì mình dùng cái này trên này. Thôi, bây giờ mình dùng trên này đi, giờ mình đang nói okay, trên này đi. Dùng trên này, mình gắn này trên đây nè ha. Ok, bỏ lên đây. Nó có cái lỗ đó. Ok, nằm lên nó. Xiết ốc lại. Cái mình xiết này nằm lại. Ngay giữa đó. Vậy thôi, dễ lắm. Đó, vậy là mình bỏ hai cái đèn vô vậy thôi đó. Bỏ cái mui nếp. Rồi, xong. Rồi, bây giờ gắn dây. Bây giờ bắt đầu gắn dây. À, mình cứ đưa cho hai bạn hai cái dây điện nha. Một cái dây dài, cái dây ngắn. Đều là đỏ hết. Cái dài, cái ngắn. Màu đỏ. Rồi cái ngắn là gắn ở trên. Dây ngắn cắm ở trên. Ngắn, dây ngắn vô đây. Cắm vô trong cái lỗ điện nè. Hay là đây nó có hai cái điện thêm nữa, ai muốn gắn thêm gắn, nhưng mà mình đúng không rồi. Cần, mốt mà có điện á gắn trên đây, gắn qua đây nè. À, tiện nếu đó, mà mình thêm đèn nữa. Nếu mà mình có thêm đèn thêm thì đèn mình gắn, đèn đèn gắn vô đây. Hay là nhưng mà tính sao đi, bây giờ mình trước mắt là cắm điện vô đây. Giờ mình làm thường mình làm như là mình quấn cái này qua. Quấn vòng tròn qua để cho nó đừng có dây cỡ nó đâu thông. Hai lần. Hai lần rồi. Cho nó đừng có bị lòng. Ok, sau đó mình gắn thẳng vô đây. Bấm qua cái lỗ thứ nhất á. À, gắn dây điện vô đó. Nó gọi là power out đó, bấm vô cái lỗ out. Thì có nghĩa là một cái in và một cái out. À, thì nó vô đó, rồi sau đó mình lấy cái đường này. Đây cái đường này, chọn tiếp tục cái sợi dây dài đó. Sợi dây dài, gắn vô đây. Rồi mình cũng quấn đó. Ok, không, cái này không quấn. Ok, cái này sẽ đi xuống. Bây giờ gắn DMX. Rồi bắt đầu từ DMX. Ok, DMX nghĩa là cái này nó chuyển với kia, cái này ra màu đỏ, kia ra màu đỏ, cái này ra màu xanh, cái này quay, tức là nó chuyển với nhau. Ok, so cứ nên nhớ là cái đầu tiên mình có mỗi bên là cái này là một, một A. Bây giờ cái này trên này một, cái này là hai, nhé. Nhớ ở trên là một, dưới là hai. So cái này là một A, bên kia là một B. À. Nè mình có đề đây nè, một A, ha, một A, một A. Okay. Mà gắn vô out. Out. So out. Out. So trước hết đó là mình gắn out trước, out rồi mới vô in. Rồi gắn out. Mình nhớ nha, so một A. Một A gắn vô. So nhớ ba cái lỗ. Thì nó vô. Mình đang lấy cầu thang nè. Chiều, mình phải đứng bên này mới đúng. Đó. Đẩy nó vô. Đẩy nó vô là cái out. À. Rồi cái này á, là cũng ao luôn, là 2A. Ao, thấy ao không? Đó, đây. Ao. 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 Mình phải coi nó vô đúng lỗ không? Đúng rồi. À, rồi. Đó, đó, nó kêu kịch. À, khi mà lấy ra đó, nhớ lấy ra là mình phải bóp vô. Bóp vô, đẩy nó ra. À, bỏ vô, còn bỏ vô là mình phải nhớ cái đúng ba cái lỗ của nó thì mình phải cho nó đúng, khi mình rồi mình feel được là nó vô liền. À đó, coi cái nào nó vô nó không vô. Cái này nó hơi khó vô một chút xíu, canh cái đúng cái lỗ của nó đó, đó nghe cái gì khi mình không canh đúng á. Còn trên này á, nó không có cái gì hết á, nên muốn rút ra chỉ rút ra thôi. Ờ, trên này nó có đột, được xiết. Cũng phải canh lỗ cho đúng. Ừ. Đó, xong. Xong. Vậy là bên số 1 này xong nha. À, ok. Xong rồi á, qua bên này. Rồi, cái đây là bên... Cũng giống nhau. Sẽ lắp, ồ, bên chưa. Chưa xong. Khi làm xong rồi cái gì, quan trọng nhất là cái này nè, mình sẽ xiết cột dây lại. Mình có tặng cho bạn ba cái này, ba cái dây này nha. So, chịu khó. Okay, vô vậy dính. À. Đó. Chứ đừng có để đồng thòng nó quay một cái là mệt lắm. À, đó, siết chặt nó lại. Xong giữ một cái. Xong rồi thường mình làm hai cái là siết ngay đây nữa. Cho nó đừng có bị. Đó. Thì cái này thường nó quay không? Nó quay nó không có đụng. Nó không đụng dây. Rồi đây á mình cho chắc ăn nữa. Làm coi thêm ba cái mình cột nó lại. Đó. Đó, vậy thôi. Dây điện này nó nói qua đây. Ok, cái DMX qua bên này. Tức là cái thằng này lắp, cái này là phải, bên phải nha. Bên phải. Cái này bên phải đây. Em phải đứng lưu lại. Bên phải cũng giống như vậy thôi, làm y hệt như nãy vậy đó. Gắm dây điện vô.
Chỉ có cái khác là thằng D-Max bên này á, là nó cái lỗ khác cái này nó gọi là in à, cái này 1, 2 nhớ không? 1 là trên, 2 là dưới. Rồi cái này là in thì một, in 1 B in à, chỗ kia out thì bên này in. Đó, cái này sao bỏ vô chỗ in. Đó, anh Long cứ để chữ in rồi, bỏ vô. Thấy không? Kịch đó, vô. Kịch vô giống nhau luôn. In luôn. Cái này luôn, cái này cũng có, phải có đúng có cái lỗ nó, ba cái nằm xuống dưới. Dưới. Rồi sao? Ok, lấy ra quan trọng nha. Thấy quan cái nút dưới đây không? Có à, nó có cái nút nào phải bóp vô. Bóp lên giật ra. Mới giật ra được. Bóp vô. Bóp vô mới giật ra được. Còn cái này cũng vậy luôn. Bóp vô, bóp vô giật mới giật ra được. Rồi, chứ giật ra là nó gãy á nha. Sờ nhớ nó hư là phải bóp. À, trước khi nhớ. Mình thay giật ra là mình phải dòm nó có cái cục nó nào thì mình bấm nó vô rồi như thôi xong. À, xong rồi một cái in cái ao là xong rồi đó. Rồi giống hệt như vậy rồi mà cứ nhớ dây điện thì mình xuống đây là mình nói qua cái cộng tác dìm cứ cứ gọi cho mình thì cái dây điện mình. Cũng mình cũng cột luôn ba cái y chang giống nhau. Nha rồi đúng vậy rồi thôi. Rồi đúng xong rồi cái này là cái phần là mình ráp vô, còn khi mình tháo ra là biết rồi, khi tháo ra là mình giật ra xong xuôi rồi mình lấy ra mình bỏ nhớ nha, muốn giữ cho kỹ á, giật dây đừng bao giờ giật cái này, nó hư dây hết. Phải cầm ngay mình cái cầm đầu. Mình cầm ở chỗ này mình giật ra nè, nhớ nha đó, mình giật nó ra đó, lấy nó ra. Bây giờ mà cầm sợi dây cầm cái này ra. Nó hư hết à, cái này cũng vậy, cái nào cũng vậy đó, ông phải cầm cái này cái đó nhớ bấm vô đó, nha, nhớ chia có sẻ. Cái nút nào á, mỗi lần mà có cái nút nào là phải mình phải bấm nó vô. Cái này mình làm vòng tròn được không sao, nhưng mà đừng làm bẻ cong nó ra, nó hư á, hơi dùng vòng tròn những cái bên làm tròn quá đó. Rồi sao tốt. Đó. Cái này là mình đi đâu mình cũng tiện lợi lắm. Mốt bốn cánh bẻ, nó quen à. Bẻ cong thì cong rồi vô, vậy là rồi bây giờ anh tháo ra rồi, rồi được rồi đó. Ok ok rồi bây giờ biết rồi ha, nãy bỏ vô được thì mình tháo ra đó, giật ra đó, giật ra nè đó rồi. Đây mình tháo phần thắc mắc gì cứ hỏi mình, cứ giật thắc mắc đó mình tháo dây ra mình quấn lại cho nó gọn gàng. Đồ đó, vẫn còn warranty manufacturer nên có gì đó cứ gọi cho mình. Thường thường mấy ngày không gì hư đó, ăn hư là ăn thua mình thôi. Đừng chứ nhớ bỏ trong thùng, đừng bao giờ bỏ ra. Ừ. Đó, bây giờ mình tháo ra, mình nhớ cất mấy sợi dây cột lại cho nó kỹ càng. Mấy cái đồ này rất là quan trọng nên bỏ. Mình bắt buộc phải bỏ trong mấy cái case, mấy cái case này là giữ để cho cái đèn. Để mà xa vô á, đi ra đi á là phải nên bỏ sao? Vô. Tại nó đi nó vòng vòng á. Tại vì đèn mà nó là LED, mình phải bỏ trong cái case để bảo vệ cho nó, bắt buộc. Đèn ha, này không giờ phải thay hết á. Nó tới 50.000 tiếng. Mình chết nó vẫn còn sống. Sợ mình làm bể thôi chứ còn nó sống lâu lắm. Đừng làm rớt bể, nó ít tốn điện lắm à, mấy cái này ít tốn điện lắm à, cho đại khái nha à, cái này 84W LED 84W nguyên bốn cái này 84W, hai cái này 60W LED sao không có tốn nhưng mà rất là mạnh à, LED đồ rất là mạnh đó mình đang đang cái đồ rẻ tiền có mấy trời quá ơi, mấy cái khe này là chị cho em luôn á, cái khe một cái khe này không 50, hai cái này không là 100 đô đó. Ừ. Còn cái kia là của nó à. À, cái này thì nó đi chung, cái này đi chung một bộ của còn nó cái nè này mình phải mua à, mấy cái pa thì một bộ đó, nhưng mà cái này mình phải mua riêng đó, mình phải mua riêng để đi đâu nó protect đó mà. Cái này em đi đâu em thay đi đâu cũng được đó. Vậy anh Long đang tháo ra, anh nhớ nha, tháo ra nhớ phải cất mấy cái sợi dây á, mình bỏ vô trong cái cây này, đừng dột mấy cái sợi dây mà nãy mình cột sợi dây vô á, dán vô trong đó đi, để khi nào mà mình set up xong là mình cột nó lại cho nó gọn giống lông này đó, thì mình giật lên, tháo ốc ra giật lên đó, mình bỏ vô đây. Nhớ nha, nhớ là cho cái mặt đèn nằm ở dưới, mặt đèn nằm dưới đó, mặt đèn nằm ở dưới ra, bỏ rồi vô đây. Cái con ốc để trong rồi mình xong. Cứ coi sơ chút xíu rồi, rồi bắt đầu đẩy lại xong kép mi tuy lại đây, nó có mi tiên trong này mình có cái manual book nha, mỗi cái mình có manual book á, nó dạ, có thắc mắc gì coi trong đó nhưng mà không sao. Còn cái này là mình đựng mấy dây điện extra đó, đó mình cho thêm hai cái nè đó, dư mấy cái cây này đó. Là mấy cái cây này là để nếu mà mình muốn đứng ở dưới mình để nó vô à. Nhớ cần thắc mắc gì hỏi đó. Mình cất vô hết mà không có dùng nó đâu, nếu mà dùng cái cây mình cũng dùng nó đâu rồi. À, đúng là cái này nó phải bỏ cái của nó nên cũng hơi có coi chắc anh phải bỏ cái này qua bên kia á, chắc không bỏ gì tại vì cái gì mốt anh bỏ trong đó em, chắc dây rồi anh bỏ riêng á tại vì anh bỏ cái gì mốt qua trong đó rồi, anh sẽ bỏ một cái bao riêng bỏ cái dây đóng đó. Còn cái remote của nó đây, nhớ xài cái số 1 nha, số 1 là
là cái led đó. Nhớ là pin nha, on off nha. Khi mình xài mình on. Off chưa? Off rồi. Đó, off rồi. Rồi. Nhớ off. Xong. Nhiều khi để qua đây nhớ hết trong tuần qua tuần sau hết mình thích pin. Rồi, đổi phiên cái mua viên hát. Đó, giật nó lên. Mình để vô. Cái loại là mới nhất bây giờ đó. Mới nhất nó ra ba rồi. Nha, nhớ là cho cái cục dưới hình anh Long ở trên, lúc nào cái business của anh ở trên. Nhớ mình cứ dùng mấy cái này. Cái này phải để cho nó thẳng ra nha. Cái này phải để ra ngoài đó, cái đèn phải để ra ngoài vậy nè. Để cho nó thẳng vậy nè, để ra ngoài. Nhớ nha, nhớ sắp vậy nè. Nhớ sắp. Để động nó xuống à. Đó, nó nằm vậy đó nha. Xong. Rồi, để đẩy lại. Để vô cẩn thận, mình của bền tại người mình sẽ cẩn thận. Nó bền lắm. Rất là bền. Nhưng mà khi mà em set lên rồi em để nó luôn rồi. Sợ là sợ khi mình mua đi thôi, xe còn đi đây đi đó, bạn bè mượn thôi chứ thực sự ra khi mà em set up lên em để nó luôn rồi, đâu set up một lần thôi chứ. Đúng rồi. Vậy thôi. Nhưng mà cũng nên trừ hao tất đó. Trừ hao. Nhiều khi mình đi đâu chơi bạn bè mượn đó thì mình cứ việc mình set up vậy thôi. Còn thường thường quan trọng đầu tiên là ông xã em gắn vô một lần một rồi mình để đi xài luôn. Đúng rồi. Rồi vậy thôi, còn dây điện anh Long anh sẽ để một chỗ. Dây điện thôi, dây điện. Đi chung với nhau nè ha. Cái bộ này đi chung với nhau à, đó. Cái ngắn cái dài đi chung với nhau đó. Cái ngắn, một cái dây ngắn cái dây dài đó em nhớ không? Cái dây ngắn là cắm ở trên. Còn cái dây dài cắm ở dưới để mà mình câu xuống một cái ổ điện. Mình nối ra ổ điện còn vậy thôi. Còn mấy cái này là dư nha, cái này không phải, cái này dư. Mình tặng cho dư á, cứ để Để nhiều khi cần cái chỗ mà nối dài điện, ví dụ chỗ đó không có chỗ cắm không điện không. Thôi nói, cái này là dây điện thôi còn cho gì? Extension á, không, dây điện thôi. Dây điện vô trong là ai bị cán cắt đứt cái rồi còn mình có dây điện sơ cua anh cho còn thêm nối thì mình đã cho hôm bữa rồi. Hôm bữa dây nối mình cho rồi. Rồi thì cái đó là dễ điện thì dễ rồi. Đi mua thôi. Còn nè cái này 50 feet nè. Đó. Mình tặng cái này á. Cái này để cho nối từ cây này qua cây kia. Cái này không hết 50 đô đó. Cái này 25 đô một cái nè. Hai sợi dây DMX này là mắc tiền lắm á. Tại sao nó dài như vậy là để cho mình như cái cây mình để một cây bên đây, một cây bên này. Vậy cây này qua bên kia thì dây cần phải dài một cái out, một cái in á, DMX để nối hai để mà cho nó nói chuyện với nhau, nó mình mới program á, nó mới đẹp. Bắt thì cái dây cái DMX này nè đó là mà rất là dài để mình hai cái cây này thì mình để một bên này bên kia xa ra vậy đó, thành ra cần thì cái dây DMX nó cần để mà nối qua nối lại vậy đó, hai cây này nó phải giống nhau là vậy đó cho nó đẹp đó. Rồi bây giờ anh đang tháo ra đó để mình cất vô thùng giống như bên kia thôi đó. Mấy cái sợi dây này mình bỏ lại trong cây này đi, đừng lấy ra, để cho mình để dành khi nào mình set up mình gắn nó vô đó, mấy cái sợi dây giang. Ô mình sẽ có hai cái bao, muốn hai bao không anh, tặng cái hai bao luôn, chắc đi luôn cũng đi đẹp đó. Lắm cái bao nó dài, nó bự đâu, nó bao cái bao mà. Đúng rồi đó, anh đưa hai cái bao luôn, nó đi bộ của nó luôn. Đền lòng kỹ lắm, xài gì phải có đồ bật protect cho nó, bảo vệ nó. Đó, quan trọng là DMX này là nối lại nhau để mình program á. Ở ngoài người ta sẽ không có cái này. Cái này là trong nghề mới chỉ cho em làm. Ở ngoài người ta không dùng mấy cái DMX này. Người ta chỉ bật đèn lên chạy vậy thôi, nhưng mà chạy gì ai làm chẳng được. Nhưng mà cái này là mình hay, cái là mình program nó là nhờ cái DMX đó. Đó, để cho nó tự động hay là mình muốn đổi màu gì đó là nó nhờ cái DMX. Để cho hai cây nó giống nhau, em hiểu không? Đó là lý do mà sao mà nối từ cái in qua cái out của hai cái cây đèn này. Một và hai, left và right, trên trái bên phải là vậy đó. Không sao, khi nào mình gắn đi rồi chị kỹ cho. Cứ xem cái video này của chị xong á rồi đó vậy thôi. Đó, vậy là xong rồi ha. Rồi, ok.